hydro cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh nhạt. Khi ta hạ thấp ngọn lửa xuống bình cầu chứa khí clo thì ngọn lửa có màu sáng trắng. Như vậy, phản ứng hóa học giữa oxy và hydro được thay thế bằng phản ứng hóa học giữa hydro và clo, đưa bình đựng amoni hydroxit lại gần thế xuất hiện khói màu trắng, chứng tỏ sản phẩm của phản ứng là hydrochlorua.